Mến chào tất cả các bạn con đang xem kênh nè. Thì tiếp tục hôm nay em giao lưu với con một lô bonsai nha. Thì trên kênh em thường xuyên bán những cái mặt hàng như là mai chiếu thủy, linh sam, sam trái nha bà con. Thì hôm nay là những cái dòng này có hoa mình chơi Tết nha. Bà con liên hệ qua số điện thoại để giao lưu cây em là 0939442212, em có để trên phần màn hình nha. Bà con mình cần bổ sung hình ảnh chi tiết liên hệ qua số điện thoại này, kết bạn Zalo. Thì mã đầu tiên hôm nay là mã Y1 nha bà con. Y1 hôm nay là một cây mai chiếu thủy ở lá trung. Cây này thì siêu bông nha bà con. Dòng này lên bông rất là thường xuyên luôn, lên đọt là lên bông, lên đọt là lên bông ha. Cây thì dáng rất là chuẩn ha. Cây rất là to nha bà con, thì nằm trên một cái chậu mà khá là đẹp luôn, chậu bát tiên. Rồi mình xây một vòng đi. Thì bà con mình ưng ý nhớ liên hệ qua số điện thoại nha. Đó, thì em xây vòng ở cây thì hoa hoa này còn khá là nhiều ha, còn hoa chơi Tết được nha bà con. Rồi cái thông số cây này là chiều cao là 46, chiều dài 56, hoành là 31 nha bà con. Hoành vị trí này 31 ha, tổng hoành đế đây là 80 nha. Cây này thì bà con mình xem cái dàn đế ở cái chậu này, chậu khoảng 40 lọt lòng ha, nhưng mà cái dàn đế nó gam hết trơn ha. Cốt cành thì cũng khá là to rồi, phơm tàn mịn đẹp nha bà con. Cây này rất là đẹp nha. Cây này về mình chơi tới là như ý luôn nha bà con. Mai chiếu thủy bông rất là thơm luôn. Thì mã số Y1 này em giao lưu bà con có giá là 3.900.000, em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn ha, 3.900.000. Cây rất là chuẩn đẹp nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã Y2 cũng là một cây chiếu thủy lá trung, trung nâu nha, phơm tàn ẩm mịn, bông thì mịt luôn nha bà con. Đọt nào cũng ra hoa hết nha, rất là đẹp luôn. Thì lưu ý những cái hoa nở nó có thể rụng trước nha, còn những cái hoa nhỏ ha, nó sẽ nở từ 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 mình chơi tới Tết. Cây này dáng trực bay, một cây trực cây bay rất là đẹp luôn. Thì phơm tàn khá là chuẩn luôn, này xả dây hết rồi ha. Rồi cây có chiều cao là 54, chiều dài 66, hoành là 24 nha bà con. Hoành hai thân ở dưới là 24 ha, cây rất to và đẹp nha. Thì cây này em bó bầu cho đi giao lưu bà con giá là 750.000, em bao ship toàn quốc nha. Cây đẹp nha bà con, cốt cành rất là to luôn, thân thì nu nút xù xì hết nha, không còn cọng dây kẽm nữa hết nha bà con. Cái này buông kẽm hết rồi nha. 750.000 em bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi cho mình luôn. Mã số Y2. Rồi tiếp theo mã số Y3. Y3 là một cây chiếu thủy luôn ha, lô này chiếu thủy khá nhiều. Lưu ý giùm em cây này lá gút nhỏ, nó chưa lên hoa kịp nha bà con. Ở này về thì qua Tết là hoa rất là nhiều nha. Thì bà con mình mà nuôi riết lâu năm thì cây nó thuần chậu lá nó gút chút xíu xíu nha bà con. Đây là chiếu thủy dòng trung nu nha. Còn một số nhánh đó đang lên hơi chậm tí ha, thì cây này em bán kiển xanh đẹp cho mình chơi đi. Chiều cao là 30, chiều dài là 39, hoành là 19 nha bà con. Cây này lặt lá cái nó muốn lên san hô luôn ha. Cây này rất là già rồi, trung nu nha bà con. Nếu chơi phơm tàn đẹp ha, cái này thì lấy hoa chơi hết sảy luôn. Thì cây này em giao lưu con giá chỉ 500, em bao ship toàn quốc, cây to đẹp nha. 500 ngàn. Em ship, em không có ship chậu nhựa ngoài nha, em ship chậu nhựa trong nha. Em để demo thôi, cái chậu đó nó lên nhìn cũng không có được xứng với cái cây. Về một con để vô chậu sứ hoặc là chậu mà những cái chậu đất nung đẹp á, cây lên rất là lên nha. 500 em bao ship toàn quốc, mã số Y3 nha. Rồi mã số Y4 cũng là một cây chiếu thủy luôn. Thì lô này em được một cặp như gì nha bà con. Kiếm hết vòng vòng với con cặp lá nó gút nhỏ là gì ha. Tại cái dàn xương nó quá mịn ở trong, rất là mịn luôn. Dàn xương trong nó muốn lên san hô rồi ha. Cây này đẹp nha. Cây này một gốc lên ba thân. Cốt cành rất là dài. Bà con mình xem ha. Cực kỳ già cây à. Thì cây này có chiều cao là 30, chiều dài là 39, hoành là 22, hoành tổng ba thân. Cái này thì em giao lưu bà con cũng đồng giá là 500, bà con lấy một cặp là 900 nha. Lưu ý em không có ship chậu ngoài ha, lô hôm nay nha, không có ship chậu nhiều, em để demo thôi nha bà con. 900 ngàn em bao ship toàn quốc. Có 400 500 ngàn bao ship toàn quốc, một cặp 900 ngàn nha bà con. Rồi tiếp theo mã số Y5. Y5 này là một cây trung nô lùng lực, dáng trực lắc, phơm tàn cực kỳ đẹp nha. Đây. Thì những cái nhánh ở dưới nó chưa mọc lá ra kịp, bà con có thể tỉa bỏ bớt ha. Đây là mặt tiền cây đây, cốt cành đóng rất chuẩn luôn, một hai ba cành phong mặt kéo đang kéo rất mạnh luôn, đế đều bốn mặt hết. Cái này to nha bà con, lùng lực ha. Thì cái này em đi thì em bó bầu cho đi thôi, cái chậu này nhựa cũng để vô nó không có xứng với cây, em để vô cho nhìn lịch sự chút thôi nha. Chiều cao của cây là 18, chiều dài 44, hoành 17, chứ cái hoành cũ là 34 nha bà con. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Thì đọt nó lên bông toàn bộ hết khoảng 90% ha. Cái này chơi Tết rất là vừa nha bà con. Đây cái dàn hoa nó đây, em quay gần lại cho mình xem. Ở khoảng 90% là hoa lên đều đọt hết rồi. Em bao ship toàn quốc với giá là 900 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số Y6 nha bà con. Đây thì cây vừa rồi thì bông nó lớn lên cũng như vậy nè ha. Không có sót đọt nào ha. Khoảng 90% rồi nha bà con.
Đại cây này thì nó thân hơi nhỏ thiệt, nhưng mà cái dàn đế dàn thang được không còn mặt cắt nha, nó liền thẻo bích hết trơn rồi. À, là mặt cắt đã bích hết rồi, cốt đây to rất là to luôn. À, thì cây nó có chiều cao là 24, chiều dài tán là 40, hoành nó là khoảng 10 11 thôi nha. Ở đây được 12 nha bà con. Đây dàn đế đây ha. Thì cây này nó được cái là cực kỳ già ha. À, rất là già, cây bông thì nó đều hết trơn rồi đó. Ở này khoảng 5 ngày nữa thì cái dàn bông nó xỏ nó nở ra đây ra ha. À, rất đẹp luôn. Thì cái này em giao lưu với bà con có giá là 800, em bao ship toàn quốc nha, mã số Y6 nha bà con. Y6 nha, 800 ngàn. À, dàn xương thì không chê vào đâu được hết. À, cái này không còn công dây kẽm nào hết nha. Ở à, cốt cành động các chuẩn luôn, không còn mặt cắt luôn. À. Rồi tiếp theo mã số Y7 là một cây sam to, đẹp ha, phơm tàn ẩm mịn, cốt cành to, tay út tay cái hết rồi nha bà con. Cây này làm rất là chi tiết á, phơm tán làm ra rất đẹp nha. Quái cây nha bà con, cây này to ha, cái này thì em vô cái chậu nhựa này, em xếp luôn chậu nhựa này đi. Rồi, chiều cao là 41, chiều dài tán là 80, hoành là 30, hoành cũ là 36 ha, cái cũ nó tròn đều đặt ở dưới ha. À, em này bơi thêm chút xíu nữa là cái dàn cũ nó dưới nó còn to nở ra nữa nha bà con. Cây này cũ rất khỏi ha, thân thì khá quái luôn. Đó, thì em quay cái dàn xương cho mình xem ha. Đây cái dàn phơm trên đây, mịn rất là mịn luôn. Thì cái này em giao lưu con có giá là 1.900.000, em bao ship toàn quốc ha. Ở 1.900.000, cây rất là to nha bà con, ở hoành tới 30 rồi nha. Đó, thì cây hoành 30 cũng nuôi khá là lâu nha. Ở mã số Y7 1.900.000, em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo mã số Y8, Y8 là một cây song hinh luôn, cây này cực kỳ già đẹp, cốt cành to làm rất là chi tiết ha. Ở một cốt lên hai thân nó quyện với nhau ha, một cây trực hoành đẹp nha. Chiều cao là 40, chiều dài 60, hoành là 18, hoành đế là 49 nha bà con. Ở cây này thì rất là nét cây luôn. Thì có cái chậu đẹp mình vô thì cây nó sẽ lên rất là nâng ha. Thì em vô cái chậu nhựa này, ở khi em ship cái chậu nhựa trong đi nha bà con. Thì cái này em giao lưu cho bà con có giá là 950.000, em bao ship toàn quốc. Những cây này đáng sưu tầm mình chơi nha. Nó già và nó đẹp, rất là đẹp nha bà con. Đây, cái dàn xương đây làm rất là chi tiết luôn. Cây này càng nuôi á, thì cây càng già thì cái giá trị nó càng tăng ha. Đó, bà con mình yên tâm đi, dù cây có rớt giá đây mình mua thời điểm này, ở những thời điểm sau nó rớt thì những cây này nó già lên không bao giờ mất giá nha bà con. Đó, giá vẫn cao ha. Đó, mã số Y8 nha bà con. Rồi tiếp theo mã số Y9 đây. Ở cây này thì cái đường thân khỏi chê luôn, cây này thì em bán giá như hôm bữa giờ 700, em bao ship cho bà con mình luôn. Ờ, thì cây này á, nó rất là già cây, cái đường da đường thân nó lên nó chóc da cho nó sần lên dần ha, khá đẹp luôn. Ừ, cây này rất là nét ha. Chiều cao của cây 36, chiều dài 67, hoành là 18 ha, hoành đế là 41. Cây này đế thì rất là đẹp, đều bốn mặt hết. Ờ, đế có đều bốn mặt hết, làm rất là chi tiết, cốt cành to tay cái em dần ha, già cây rất là già nha bà con, bốn nước dài rồi nha. Thì cái này giao lưu với con giá trị 700. Ở thì em bó cái bầu nhựa trong đi thôi nha, cái chậu nhựa trong thôi nha. Ở thì ở trong là một cái chậu nhựa nha. Ở ngoài cái chậu ngoài để demo nha bà con. Ở 700 em bao ship to, 750 ngàn em bao ship toàn quốc nha, mã số Y9 nha. Rồi tiếp theo mã số Y10 ở cây Y9 700 nha bà con. Em báo lộn giá khúc sau ha. Ở thì cây Y10 này cũng đồng giá 700 luôn. Đó thì cây này thì nói chung là lô này là 800 nha bà con, nhưng mà em báo 700 nha, 800, 800 ngoài 900 nha. Lô này nó lớn những cái lô vừa rồi. Chiều cao cây á, là 36, chiều dài là 62, ở hoành là 17, hoành đế á, là nó 30. Ở cây này rất là nét và đẹp nha. Đây thì em quay cái dàn phơm. Đó, cái dàn phơm cực kỳ đẹp mịn luôn nha. Cốt cành thì to rất là to luôn. Ở những cây này mình về mình nuôi giá trị nó sẽ tăng theo thời gian nha. Đây, ở cây đế có ha, thân quái nha, cốt cành to. Ở những cây gì giá gì quá mềm nha con. À, mã số Y10 nha bà con. Rồi tiếp theo Y11 là một cây sam song hinh ghép trắng phớt hồng, phơm tàn thì mịn ấm ha, rất là ấm mịn luôn, cốt cành thì rất là to, cây này đẹp nha bà con, củ to ha, đế nở nha. Ở khá là đẹp cây, cốt cành rất là mà mịn tàn rồi nha. Đó, thì cây có chiều cao là nó 34, chiều dài tán là 48, hoành là 20, hoành cũ là 41. Thì cái này em giao lưu con giá là 800, em bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này cây đẹp nha, cây này thì lên cái chậu mà sứ thì nó rất là nâng cây đó, lên chậu lùng lủng tí nha. Đây dàn phơm mà con mình nhìn ha, khá là nét luôn đó, làm rất là đẹp ha. Cây này rất là quái cây nha bà con, em quay gần tí cho mình xem luôn nha. Mã số Y11 nha bà con, đây hai thân rất là đẹp luôn nha. Đó thì giá nó là 800, em bao ship toàn quốc, mã số Y11. Rồi tiếp theo mã số Y12.
Y12 là một cây sam lùng lực ha, cây sam siêu bông ở đột biến lùng lực ha, lá nó lên cẩm thạch ngàn ngà nha bà con, rất là đẹp cái này ha. Rồi mình đo thông số chiều cao đi, Chiều cao là 14. chiều cao nó khoảng 14 15 thôi nha bà con, Chiều dài là 33. chiều dài 33 hoành luôn, Hoành ở đây là 17. hoành 17 ha, cái hoành đế sắp của nó là khoảng 450 nha bà con. Cái này thì cái đẹp nha, đây bà con nhìn xem dàn đế sắp ha, ở liền thự ha. Thì cái này em giao lưu bà con giá 750 em bao ship toàn quốc nha, mã số Y12 nha bà con. Rồi tiếp theo, rồi lên Y13 đi. Rồi tiếp theo mã Y13 là cây sam trái ha, cây dáng đổ rất đẹp luôn. Ở cây này thì sam trái xù, thân già xù xì rất là đẹp nha bà con. Rồi đo thông số đi, mình quay qua hướng mặt Chiều tiền mình. cao là 24. Chiều cao là 24 ha, tổng chiều dài tán. Chiều dài tán là 41. Chiều dài tán là 41 hoành. Cây này quá già luôn nha bà con. Hoành ở đây được là 15. Hoành là 15 nha. Ở thì cây này em giao lưu bà con giá là 750 em bao ship toàn quốc, mã số Y13 nha bà con. Cây này thì chỉnh dàn xương nhẹ nhẹ lên cái cực kỳ đẹp luôn. Cây rất là già, cây dáng đổ nha bà con. Rồi, đổi cây. Tiếp theo Y14 nha. Y14 là một cây sam 86, cây này dáng quá đẹp nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá là 650 ngàn, em bao ship toàn quốc. Rồi mình đo thông số chiều cao đi. Chiều cao của cây là 42. Tổng cái chiều dài, tổng chiều dài tán 46 ha, hoành cái này khoảng 90 thôi nha bà con. Thì hoành cũ to, cây này được cái rất là già. Cây này dáng dân nhân ha, rất đẹp luôn, 600 ngàn em bao ship toàn quốc, ship luôn trong nhựa này cho mình nha. Mã số Y14 nha. Rồi đổi cây. Y15 cũng là một cây sam 86 nha bà con. Ở những cây này rất là đẹp, dáng khá là quái luôn nha. Thì cũng đồng giá là 600, bà con lấy một cặp thì em sẽ tính xác giá cho mình là 1 triệu luôn. Em bao ship luôn. Y15 nha bà con, 14 15 mi ha. Rồi, chiều cao cây. Chiều cao là 31. Chiều cao là 31. Tổng chiều dài tán là 49. Chiều dài tán là 49 nha. Hoành ở đây là 13. Hoành 13 nha. Cũ ở đây là 17. Cũ là 17, cây này quá đẹp luôn nha bà con. Một cây này thì 600, một cặp là 1 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho mình, mã số Y15 nha. Rồi tiếp theo. Y16 là một cây cần thăng nha bà con. Cần thăng này hôm nay em giao lưu bà con giá 450 ngàn để bao ship toàn quốc luôn. Cây rất là đẹp nha. Cần thăng này mình chơi phong thủy cần cù thăng tiến ha. Thì cây này mình chơi lá nó càng ngày lá rút càng nhỏ càng mịn và đẹp nha. Bông thì lâu lâu mới lên, hiếm lắm mới lên nha bà con. Khi nào cây to rất to mới lên bông lên trái nha. Rồi chiều cao cây. Chiều cao là 18. Chiều cao 18 nha. Chiều dài tán này là 34. Chiều dài tán là 34. Hoành hoành cũ thôi, cái này cũ thôi nha bà con, sửa cũ từ nhỏ. Hoành cũ này khoảng 30 ha, thì cái này giao lưu bà con giá 450 ngàn em bao ship toàn quốc, rất là mịn đẹp cây nha. Rồi tiếp theo Y17 là một cây chiếu thủy trung nu, cái này cực kỳ đẹp nha. Cái này làm lại cái là cái giá trị rất là tăng cao nha bà con, tông cao ha. Mà cái form dân thân lắc đẹp ha, có cái chi âm với cực đẹp luôn nha chị tử ha. Rồi mình ra thông số đi, này trung nu nha bà con. Chiều cao là 33. Chiều cao 33. Chiều dài tán là 44. Chiều dài tán là 44 ha. Cái này chuẩn cây nha bà con. Hoành ở đây là 15. Hoành là 15. Hoành cũ. Cũ là 22. Hoành cũ là 22 nha bà con. Thì cây này giao lưu bà con giá là 900 em bao ship bao chậu cho mình luôn nha. Cây này là cây đẹp nha, làm lại là cây giá trị tăng cao nha bà con. Nuôi càng lâu thì giá trị càng tăng ha. Thì cái này cũng là cuối clip rồi nha bà con, Y17 ha. Thì em cũng chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và tiếp tục đăng ký ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.